Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, chắc hẳn rằng lời kêu mời hãy dọn một cái con đường cho thẳng để Thiên Chúa đến, chúng ta nghe rất nhiều lần, ít làm mỗi năm một lần trong mùa vọng. Những con đường gồ ghề hãy san xuống, những hố sâu hãy lấp đi, và những khúc quanh co hãy nắn lại cho nó thẳng, để trở thành một cái con đường, một cái xa lộ cho Thiên Chúa đến. Ông bà anh chị em nghe có quen không? Con quen lắm. 47 năm tuổi đời, ít ra là năm 6-7 tuổi nghe cái câu này rồi, tính tới giờ là mấy chục năm rồi. Mà không phải chúng ta nghe không thôi, cha mẹ chúng ta cũng mấy chục năm nghe, ông bà nội, ông bà ngoại, ông tổ, ông tiên, ông có, ông gì đó cũng nghe nhiều lần rồi. Hãy sửa con đường cho thẳng để Chúa đến. Mà thậm chí ông bà anh chị em, không phải chỉ có 2000 năm sau Chúa Kitô sinh ra chúng ta mới được nghe mời gọi hãy sửa đường, mà năm 587 trước công nguyên thì ngôn sứ Isaiah đã mời gọi dân chúng, dân Israel hãy chuẩn bị một cái con đường cho thẳng để Thiên Chúa đến. Thời gian đó đó, dân tộc Israel đang bị lưu đày ở tại Babylon, sống kiếp nô lệ. Dường như dân chúng quên mất Thiên Chúa, và dân chúng chắc Thiên Chúa, chắc là Thiên Chúa quên mình rồi, quên dân tộc mình rồi, Thiên Chúa không còn thương dân tộc Israel nữa. Và như vậy Thiên Chúa sai ngôn sứ Isaiah đã đến và loan báo an ủi dân của người. Ông bà anh chị em nghe cái lời an ủi của Isaiah, nghe sao nó nhẹ lòng, nó mát lòng lắm. Hãy an ủi dân ta. Dân ta nhé, tức là Thiên Chúa nhận đây là dân của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa sai ngôn sứ Isaiah đến loan báo một cái sự an ủi của Thiên Chúa đến với dân. Chúa không hề quên dân chúng. Và đồng thời Isaiah cũng công bố và mời gọi dân tộc Israel hãy
chuẩn bị một con đường cho Đức Chúa. Giữa đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng băng để Đức Chúa chúng ta ngự đến. Thế mà chúng ta đợi mãi, chờ hoài, tới giây phút này, tới giờ này rồi Chúa còn chưa tới. Có phải Chúa chậm trễ không? Có phải Chúa quên cái lời hứa của Ngài không? Ở trong bài đọc thứ hai, chúng ta nghe thấy Thánh Phêrô Tông Đồ cũng nói với dân của Ngài vào cái thời của Thánh Phêrô Tông Đồ, đó là thời giáo hội sơ khai á. Mọi người trông chờ ngày trời mới, đất mới sẽ đến. Họ bán hết tài sản gia tài của mình để đặt dưới chân các tông đồ. Họ góp hết tất cả tài sản cho giáo hội. Giờ sống làm sao? Họ trông chờ trời mới đất mới tới mà bây giờ tài sản bán hết rồi, gom dâng cho giáo hội rồi, mà Chúa chẳng đến gì hết, chẳng thấy trời mới đất mới đâu hết. Và Phêrô viết ở trong thư chúng ta đọc trong bài đọc thứ hai đó, Phêrô nói: anh chị em hãy nhớ một điều, một điều duy nhất phải in sâu ở trong đầu của mình, đó là đối với Thiên Chúa đó, ngàn năm cũng chỉ là một ngày, một ngày thì cũng như là ngàn năm. Đối với Thiên Chúa không có thời gian, và Thiên Chúa không chậm trễ để thực hiện cái lời hứa của Ngài. Nếu Thiên Chúa không chậm trễ đến để đem trời mới đất mới đến, thì ông bà anh chị em sao chúng ta phải đợi 2000 năm rồi? Thánh Phêrô nói rằng không phải Chúa chậm trễ và không phải Chúa quên lời hứa của Ngài, nhưng mà vì Chúa không muốn ai bị tiêu diệt cả. Thiên Chúa muốn cho tất cả chúng ta được cứu thoát, được thưởng nước trời. Cho nên Ngài kiên tâm, Ngài kiên trì chờ đợi. Chờ đợi cái gì ông bạn chị em? Nếu không phải chờ đợi chúng ta chuẩn bị một cái con đường thẳng băng cho Đức Chúa đến sao? Như vậy chúng ta phải đặt lại cái câu hỏi ở trong con người chúng ta. Chúng ta đã chuẩn bị cái con đường cho Chúa đến như thế nào rồi? Những cái hố sâu của ngăn cách giữa lòng người đó, chúng ta đã san cho bằng chưa? Những cái đồi cao của kiêu ngạo, kiêu căng đó, chúng ta đã san nó chưa? Bạt nó xuống chưa? Những khúc co, quanh co của cuộc đời chúng ta, đó là những cái sự gian dối, luồn lách, những cái sống hai mặt đó, chúng ta đã uốn lại cho ngay chưa? Cái con đường chúng ta đã chuẩn bị cho Đức Chúa đến như thế nào? Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta để sửa lại cái con đường tâm hồn chúng ta đấy, chứ không phải chúng ta chờ Chúa đâu nha. Không phải mùa vọng là chúng ta chờ Chúa đâu, mà Chúa đang chờ chúng ta sửa cái con đường để Ngài đến với chúng ta. Và không phải chúng ta đến để gặp Chúa cho bằng, Chúa sẽ đến với mỗi người trong chúng ta. Và như vậy, ông bà anh chị em, Thiên Chúa không bao giờ mong muốn cho bất cứ một ai trong chúng ta bị hư mất, để rồi chúng ta phải bị diệt vong. Mà Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi chúng ta để cứu độ chúng ta, để đem lại hạnh phúc muôn đời cho chúng ta. Cho nên con thích nghĩ rằng khi nào chúng ta chuẩn bị tâm hồn chúng ta đó yên ổn rồi á, Chúa sẽ đến, Chúa sẽ gọi. Mà như vậy chắc ông bà anh chị em cùng với con ở đây, chắc chúng ta chẳng mong muốn cái ngày mà Chúa đến đâu nhỉ? Sợ lắm thôi ấy. Con chứng kiến rất nhiều cái
Cái cơn hấp hối, có nhiều cơn hấp hối kinh khủng lắm. Chúng ta nói, nhiều khi chúng ta nói mạnh miệng, đi nhà thờ xong, trước lễ xong, xưng tội xong, mạnh miệng lắm. Chúa còn sẵn sàng rồi. Giờ bệnh tới cái, ôi trời ơi, đưa nhà thương, trời ơi, thấy khủng khiếp. Quên cả Chúa luôn. Con nhớ thì cũng cả Chúa ơi, cứu con, từ từ Chúa đến. Đừng đến nhanh quá, sợ lắm. Có thể chúng ta như vậy đấy. Nhiều lần ông bà anh chị em, có nhiều người người ta rất thích con đi sức dầu bệnh nhân. Tại sao vậy? Con sức xong bệnh nhân không có chết liền, mà khỏe lại, sống vui vẻ hạnh phúc lắm. Cho nên nhiều người cứ nhắn tin nhờ con đi sức dầu là như vậy. Nhưng mà con nghĩ, không biết là con xuất dầu, con có chuẩn bị tâm hồn, chuẩn bị cái con đường tâm hồn của họ cho thẳng để Chúa đến không? Nhiều khi chẳng có chuẩn bị cho họ cái đường thẳng để mà Chúa đến. Chúa vẫn còn chê tâm hồn, cái con đường của họ nó gồ ghề, nó gập ghềnh, cho nên Chúa cho họ sống tiếp ấy. Không biết có đúng không? Con nói đùa thôi nha. Nhưng mà chúng ta cũng phải suy nghĩ, cái con đường chúng ta thẳng, Chúa sẽ dễ dàng đến với chúng ta hơn. Nói đến đây, hồi sáng nay con đi vô trong cổng nhà thờ, con thấy các thầy dòng Đức Mẹ Người Nghèo đứng phát phong bì. Ông bà anh chị em thấy đặc biệt, con thấy đặc biệt lắm. Con thấy thương lắm. Bởi vì sao? Bởi vì con đã từng trong cái cảnh ngộ như vậy. Con 11 năm sống ở bên Ý, ở bên Mexico 3 năm, sau đó ở Ý 7 năm, 8 năm. Sướng lắm ông bà anh chị em, sống đời sống tu sướng ơi là sướng luôn. Ăn uống gì, xe cộ thoải mái, đi xe hơi thoải mái, sướng lắm. Nhưng mà con xin về Việt Nam, không có thích cái sống sướng như vậy. Nói không biết ông bà anh chị em có tin con không, mà con không thích sống sướng kiểu vậy. Con thích về Việt Nam, con đi ra ngoài Gia Lai, con phục vụ ngoài đó được 3 năm. Con chung cái cảnh ngộ ra ngoài đó, đất nhà thờ nhỏ xíu à, mà cái nhà Chúa làm lễ cho Chúa nó túp lều, nó lụp sụp lắm. Vất vả 3 năm trời đi xin, sống cuộc sống sung sướng không thích. Thích về đi đi làm ăn xin vậy á. Nhưng mà lại được người ta thương, được giáo dân thương lắm. Họ giúp con mua được 2 miếng đất rộng cả tỷ bạc, 2 miếng đất cho nhà thờ, rồi xây nhà nguyện cho một cái làng kia. Cho nên là con bước vào, con nhìn thấy các thầy, con thấy thương lắm. Không cần đi đâu xa cả, ở ngay thành phố đây mà cũng có những cái nhà rất là lụp sụp. Dòng Đức Mẹ Người Nghèo con rất là thân, con ghé thường xuyên thăm các thầy. Cha bề trên rất là vất vả nha. Có mấy chục thầy vừa phải ăn rồi phải học triết học, thần học. Ở nhà dòng chỉ có 5 linh mục thôi, tiền lễ đâu có được bao nhiêu, không đủ mà sống luôn á. Nhà cha bề trên vừa rồi mới xây được một cái dãy nhà cấp 4 các phòng để cho các thầy ở để học ở ngay Bình Triệu Fatima đây thôi. Không đi đâu xa hết ông bà anh chị em. Ngay trong thành phố này mà cũng có những nhà dòng quá nghèo như vậy. Xây xong cái nhà cấp 4 các phòng cho các thầy ở, thì bây giờ cái nhà nguyện nó bắt đầu nó sụp, nó dột. Và con đến con thăm rồi, tưởng cha bề trên xây cái nhà nguyện kiên cố cho nó đẹp chứ té ra cũng không. Đúng là lựa mắm mà bới cơm. Cho nên là cha chỉ làm nhà tiền chế thôi, làm cái khung sắt thôi, rồi xây tường bọc lại, chứ không phải đúc bê tông kiên cố. Cùng cảnh ngộ ngày xưa của con, cho nên con bước vô con cảm động, con rung, con thương lắm. Không ngờ gặp dòng Đức Mẹ Người Nghèo, ngày hôm nay lại đi ăn xin ở giáo xứ chúng ta ở đây. Nhưng mà kể đến Gia Lai đó, con không muốn nhắc đến chuyện này, mà con muốn kể một cái câu chuyện như thế này, để cho chúng ta thấy Thiên Chúa không muốn bất cứ một ai cho chúng ta hư mất, mà Ngài kiên nhẫn chờ đợi.
Có lần con đang ở giáo xứ thì có một anh thanh niên người Gia Rai chạy đến nói tiếng Kinh với con. Người Gia Rai nói tiếng Kinh khó nghe lắm. Chạy tới: cha cha cha, nó sắp chết rồi, nó sắp chết rồi. Kêu: ai sắp chết? Con từ từ con nói chứ. Ba con nó sắp chết rồi. Hỏi sao vậy? Cha nó sắp chết rồi, cha tới cha rửa tội cho nó. Mẹ con hỏi gia đình sao? Mẹ con có đạo mà ba con nó không có đạo. Giờ nó sắp chết rồi, cha tới rửa tội. Con hỏi nhà ở đâu? Kêu nhà ở làng Tơ Vân Một. Tơ Vân Một đó, nó nằm ở trong cái địa thổ của giáo xứ con, nhưng mà lại thuộc cái quyền quản lý của cha bên cạnh. Kêu cái này thuộc cha bên cạnh mà con qua bên đó con xin. Xong rồi kêu: nhưng mà ba con bị sao? Nó bí tiểu, nó không đi cầu, không đi tiểu được cả mấy ngày nay, mấy tuần nay rồi. Kêu vậy thì phải đưa đi nhà thương gấp chứ, để ở nhà bể ra chết làm sao. Kêu con đưa đi nhà thương rồi mà bác sĩ chê trả về. Thế là con kêu vậy thì con qua bên giáo xứ ngay bên cạnh con á, hỏi xin cha xứ qua. Cha xứ đó khó lắm. Xong rồi hôm sau lai chạy tới: cha ơi cha, cha thương, mang bà mẹ tới nữa, hai mẹ con khóc. Cha thương, cha tới cha rửa tội cho chồng con. Kêu thôi được rồi, rửa tội trong nguy tử cha sẽ làm. Thế con tới. Tới thì ông cũng lớn tuổi rồi nhưng mà ông chả biết cái gì hết. Con dạy cho làm dấu thánh giá vậy thôi. Kêu chỉ cần ông làm dấu thánh giá được là được rồi. Xong rồi con quên mang mình thánh chúa. Thế con ngồi, con đợi, con nhờ một ông chùm ông về ông lấy mình thánh chúa. Trong khi đợi đó, con nhìn ở dưới cái bàn thờ, người ta chuẩn bị cái bàn trải khăn đàng hoàng. Nhìn dưới đó có một cái thau, người ta để rau củ quả gì tùm lum ở trong đó. Xong con hỏi: cái này là gì đây? Người nhà kêu: cha, tí nữa trước khi rửa tội cho chồng con đó, cha phải làm phép cái thau này. Hỏi: cái gì vậy? Kêu: củ ngải đó cha. Kêu ngày xưa đó chồng con đó là ông thầy bùa ở trong làng này, bỏ ngải cho người ta. Cho nên bây giờ trước khi mà cha rửa tội, cha phải trừ tà cái thau này. Con kêu: tà nó ở trong người mình đó, mình phải trừ cái tà trong người mình chứ, cái gì đâu mà cái này. Con giảng dạy cho họ, nhưng mà để cho họ an tâm á, tại vì cái tục lệ của người Gia Rai như vậy, con cũng làm phép trừ tà cái ngải đó. Thì khi mà con làm xong bí tích cho họ, con đứng ở đây, ông đứng đây, một người nữa đứng bên cạnh. Con rửa tội xong, thêm sức xong, ông lao về phía bên kia, ông té xuống đất. Xong rồi giãy, giãy đành đặc như vậy. Mà vừa mới kết thúc bí tích xong, ông bà anh chị em mới ghê chứ. Lao về nằm ra, chùi bọc mép ra, tay chân thì giãy đành đặc. Người ta lao vào, mấy ông chùm lao vào giữ tay giữ chân lại, rồi giữ miệng không thôi, người ta cắn vô lưỡi. Con nghĩ trong bụng con kêu chết rồi, sao mà mới làm bí tích xong giờ ông lăn ra đây ông sùi bọt mép mà ông chết. Cái đồng bào hay đổ thừa lắm, nó đổ thừa cho cha làm cái gì cho ông chết. Chết dở luôn. Xong rồi cũng lo lắng, đứng một chập 5 phút thấy ông bắt đầu ông xìu xuống rồi. Cái ông chùm bên cạnh ông cứ rỉ vào tai con, ông nói: cha nó xuất đó cha, nó xuất đó. Con nghe nó xuất da gà con nó nổi hết lên. Ông kêu: cái gì xuất ông? Tà thần nó xuất ra khỏi cái người này á cha. Rồi lúc đó con mới sực nhớ ra, ông kêu chỗ chắc là ông này ông chơi ngải rồi, cho nên là chắc là như vậy. Xong rồi con chào gia đình, xong rồi đi về. Hôm sau thằng con nó đi lễ, xong rồi hỏi ba con sao rồi. Nó khỏe rồi cha ơi, nó đi cầu lại được rồi, nó đi tiểu được rồi, nó không chết nữa rồi. Kêu vậy thì tạ ơn Chúa, con nhớ đọc kinh cầu nguyện, giúp cho ba con đọc kinh cầu nguyện nhé. Dạ dạ dạ. Xong rồi đi về. Tuần sau bà mẹ với người con trai đó lại lên khóc: cha ơi cha đến cha sức dầu cho chồng con, chồng con sắp chết rồi. Kêu sao chết? Cứ tối á, nó chu lên,
xong rồi nó cứ kêu là có người cầm dao tới đòi giết á. Không, con kêu thôi được rồi, để cha tới cho coi. Con tới nhà, con làm phép nhà, xong con lại ban cầu nguyện và ban ơn cho ông. Xong rồi con nhờ hội Lê Dô hàng tối, hàng chiều tới đọc kinh trong gia đình, ít là một tháng. Khỏe mạnh không có gì hết. Tới bây giờ sống tới bây giờ vui vẻ bình an. Chiều chiều á, nhà thờ, cái nhà nguyện trước mặt nhà ông á, chiều chiều ông mang ghế ra ngồi hướng về trên nhà thờ, nhà nguyện á, đọc kinh. Ông bà anh chị em, Chúa chúng ta kiên nhẫn như thế đấy. Và Chúa chúng ta chờ đợi để mỗi người trong chúng ta sửa cái con đường tâm hồn chúng ta, để rồi chúng ta được đón nhận ơn cứu độ, đón nhận sự sống muôn đời. Chứ không có muốn chúng ta bị diệt vong. Và như vậy Thánh Phaolô Tông Đồ nói cho chúng ta: vì thế anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người, tức là sao cho Chúa, thấy anh em tinh tuyền, không đáng trách và sống bình an. Ông bà anh chị em, chúng ta hãy chuẩn bị con đường của chúng ta. Chúng ta hãy chuẩn bị những món quà để dâng cho Chúa hài đồng. Năm nay Chúa đến sớm lắm. Chúng ta còn 2 tuần nữa thôi là Chúa đến rồi. Hay quà chúng ta dâng cho Chúa đâu? Con đề nghị ông bà anh chị em, hôm nay hoặc là trong tuần này, chúng ta gom góp, chúng ta dâng quà cho Chúa, giúp cho dòng Đức Mẹ Người Nghèo hoàn thành cái nhà nguyện. Ông bà anh chị em có dịp sẽ tới thăm dòng Đức Mẹ Người Nghèo, ông bà anh chị em sẽ thấy chúng ta làm những món quà cho Chúa hài đồng một cách thật ý nghĩa, để mà xây lên những nhà nguyện, nơi mà Chúa có thể ở xứng đáng hơn. Amen.